Này, xem đi này. Wow, siêu khủng luôn. Cái ống thực kia chắc là vui lắm ấy. Kìa, em sợ lắm kìa. Thôi thử rồi mới biết là không hề sợ đâu nha. Bọn mình thử luyện trước một vòng xem thế nào nhé. Cái này hay lắm á, kìa. Wow, cả người bị trôi theo cái phao phôi này. Hay quá chị ơi, kìa. Nhưng mà cái áo này không phải của chị Hai Nguyên hay sao? Ừ, tao Hai Nguyên cho chị mượn đấy. Này Orion, em có thể ngồi trên phao mà quay một vòng như thế này được không? Tất nhiên là được rồi. Thấy chưa? Rõ chưa? Kìa. Eo. Chúng ta kìa. Chết mất. Cái kia là cái gì nhỉ? Kìa. Cái gì đấy nhỉ? Chị ơi, xem cái này đi, có cả thư nữa này. Ô, không lẽ nào, chẳng nhẽ lại là cái đó. Cái đó là cái gì? Là lá thư may mắn đấy. Kìa, chị mở ra xem đi. Cái gì đấy nhỉ? Cái gì? Đi tìm kho báu á? Ở đây chắc là có manh mối đấy. Bọn mình phải lên cầu trượt đi. Manh mối á? Hình như là họ cho gợi ý ấy. Đi cầu trượt á? Đi cầu trượt đi. Kìa, kho báu là gì nhỉ? Tò mò quá, đi thôi. Leo cầu trượt là chúng ta sẽ tìm được manh mối đấy các bạn ạ. Cầu trượt này á? Wow, cực kỳ cao đấy. Em sợ là... Đừng lo, lên đấy rồi em sẽ thấy hay lắm. Chị đi trước nhá. Chị ơi. Chị đi trước nhá. Wow, thành công rồi kìa. Yon ơi, hay lắm, mau trượt xuống đi. Nhìn cũng hay lắm nhờ. Để em đi xuống nha. Em xuống nha. 1, 2, 3. Wow, thú vị quá. Kìa. Wow, thú vị quá. Nhanh quá. Wow, xuống tới rồi này. Kìa. Wow, em giỏi lắm. Kìa. Nhấn nút thành công nào. Đại thành công. Chị em mối này. Hình như đây là gợi ý đấy. Xem nào, gì đấy nhở? Hãy trượt cầu trượt màu vàng. Cực kỳ cao á. Cao quá. Hay lắm đây, đi thôi Orion. Kìa. Hay quá. Leo cái này chắc sẽ lại nhờ được thêm manh mối đấy. Chị ơi, cái này cao lắm á. Giống cái vừa nãy mà mình trượt đấy, để chị trượt trước nhá. Nó theo sau nhá. Vui quá kêu Vicky. Xong rồi, vui quá. Em sẽ cố gắng thử trượt cái này nào. Kìa. 1, 2, 3. Cái này nhanh lắm luôn á. Kìa. Nhanh luôn đây. Sợ quá. Cơ mà cũng thành công rồi. Kìa. Mình phải nhấn nút thành công nào. Kìa. Giỏi quá. Có manh mối tiếp. Xem nào, lần này là gì đây? Phải chịu 5 phút trong hồ tạo sóng á. Phải chịu 5 phút trong hồ tạo sóng thì mới được các bạn ạ. Sóng mạnh quá cơ chị ơi. Đừng có lo, vui quá, vừa thôi nào. Vui quá kêu Vicky. Chị ơi, thôi vui quá. Hồ không sợ đâu nên là không sợ lắm đúng không? Ừ, không sợ, kìa. Bọn mình chỉ cần chịu ở trong đây 5 phút là thành công đấy. 5 phút đó, chứ em 10 phút cũng chịu được luôn. Kìa. Ngọt sóng cầu quá. Hay quá. Vui quá kìa. Vui quá kìa Vicky. Ê Orion, bọn mình thì lặn đi. Ok, lặn thì em tự tin lắm. Ok, chơi nhá. 1, 2, 3.
À, à. Cái gì? Chị không lặn à? Ờ, có mỗi mình em lặn thôi chứ, chị còn lặn đâu. Cái kiểu bị kì. Ý. Wow. Hay quá, hôm nay chúng mình đã chiến thắng tử thai. Ồ, có manh mối mới này. Ồ, lại có manh mối nữa này, xem là gì nào. Cuối cùng thì bảo vật cũng sẽ xuất hiện chăng? Ồ, phiếu hàng thần giá. Đây liệu có phải là phiếu mua hàng thần giá không nhỉ? Hay quá. Đúng lúc em đang khát đây này, khát khát khát. Hay quá, bây giờ chúng mình sẽ đi cửa hàng thích ăn gì thì mua cả đấy nha. Vui quá, khát khát khát. Ồ, mình gọi gì đây nhỉ? Em thích ăn cái gì? Chị ơi, chị thử nói tiếng Anh đi. Ok, cái này chị đã học từ Thế La đây. Giờ phải lôi ra dùng mới được chứ. Cái kiểu vì kì nhìn nhá. Kiểu kì. Can I have one sugar cane juice? A small one? Yes, please. Thank you. Bạn ơi, nếu mà chúng mình ra nước ngoài mua đồ thì hãy nói là Can I have a ting 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 please? Can I have ting 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 please? Em cũng thử nói xem nào. Em thử nói nhé. Can I help? Ting 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 please. Em mà nói ting 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 thì ai mà hiểu được? Phải nói là đồ muốn mua chứ. Wow, đồ mua ra rồi kìa. Wow, bảo vật chính là đồ uống. Khe khe khe. Đây là nước uống làm từ chám bía đấy các bạn ạ. Tò mò quá. Để mình uống thử nhé. Ồ, chơi nước xong, xong rồi lên lại uống nước này thì còn gì bằng. Để mình uống thử nhé. Ồ, ồ, vị đường ngọt mát. Ngon quá. Kiểu gì á, nó giống cái vị hoa quả trộn lẫn với đường á. Xem nào. Kiểu nó ngon mát như dưa hấu á. Quá, ngon quá đi, ngon quá đi. Wow, hôm nay lại một ngày vui, chơi công viên nước cực kỳ là vui. Ngày nào em cũng muốn chơi ở đây luôn. Vui quá, hôm nay lại một ngày vui. Trò chơi, đi tìm bảo vật. Đây, thành công. Các bạn ơi, các bạn cùng chơi công viên nước với mình nào. Nào, vào đây cùng chơi nào. Bọn mình chơi trượt nước nhá. Nào bọn mình thử chơi trượt nhá. Ơ, chọn cái nào bây giờ nhở? Cái này hay là cái này nhở? Hay là cái này nhở? Ồ, cái này đi. Nào trượt nhá. 1, 2.